Xin chào anh em, quý khách hàng của bạn tiếp tục trở lại với kênh mới sách tay cũ của mình. Ngày mới kính chúc anh em quý khách hàng của các bạn nhiều sức khỏe và có nhiều công việc cũng như là cuộc sống. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video báo giá cho anh em về mẫu sách tay cũ của mình đang có. Đầu tiên mình có em Mitsubishi Fuso Canter, xe này là 1 tháng 6, thùng nhà 4,5 m, đời 2008. Thì con này bên mình đang dự kiến cho bán cho anh em là 270 triệu nha anh em, đời 2008, thùng kính Mitsu, máy rất là khỏe luôn, chạy rất là sướng và rất là bền luôn nha anh em. Đó, thùng còn rất là đẹp, nước sơn màu trắng rất là bắt mắt, đời 2008, 270 triệu. Tiếp theo là một em Đô Thành 2.3, thùng 4.3, đời 2017, với mức giá 220 triệu, thùng mưa bạc, lớp ngoài nóc nước sơn màu xanh, dòng Đô Thành IF49 đầu tròn, rất là đẹp luôn, máy của Isuzu liên danh, chạy cũng rất là sướng và rất là bền bỉ, 220 triệu, đời 2017. Tiếp theo mình có một em Vinasuki, xe này là đời 2008, thùng 3m1, 900 kg, với mức giá mình đang dự kiến cho bán cho anh em với hàng của các bạn là 60 triệu nha anh em. Xe mới làm máy, chạy rất là ngon, rất là ok luôn. Xe này mua chỉ bị chạy thôi, không cần phải làm gì thêm. Xe nói chung là mọi thứ đều còn rất là ổn định luôn. Vinasuki đời 2008, 900 kg, thùng 3m1, với mức giá là 60 triệu khởi nghiệp cho anh em với hàng của bạn. Tiếp đến mình còn vài mẫu xe muốn mang đến cho anh em. Tiếp đến là mình có em Mitsubishi 3 tấn đời 2007, thùng 4m3, thùng lớp sàn inox, nguyên cái thùng inox rất là xịn như thế này. Đó, 3 tấn nha anh em, biển số 71-08112, 230 triệu. Đời 2007, 3 tấn, 230 triệu nha anh em. Đó, 230 triệu ra đi em này, 3 tấn, thùng 4m3, đời 2007. Đó. Tiếp đến mình có em Vinasuki thùng lưỡng, cũng là 900 kg, thùng của nó là thùng 3m1, với mức giá 60 triệu, đời 2008 nha anh em, rất là xịn luôn. Đó, nước sơn màu xanh rất là bắt mắt. Nên em thấy cái mỗi xe này cứ liên hệ trực tiếp với mình hoặc cái nơi xem xe trải nghiệm lấy thử. Tiếp đến mình có một em Hyundai 1 tấn thùng 3m1 thùng kính đời 2008, với mức giá là 145 triệu đời 2008, Hyundai Boxer 51C56982. Đó, mình có vài mẫu em xe Vinasuki thùng lửng nè, Mitsubishi 3 tấn 230 triệu đời 2007. Đó là những mẫu xe tải cũ của mình đang có đây, mang đến cho anh em thưởng thức trong cái video giá ngày hôm nay. Nếu anh em thích cái mẫu xe nào hợp với mình thì cứ liên hệ trực tiếp mình số điện thoại 0937965342 hoặc cái này xem xe trải nghiệm và lái thử. Tiếp đến là mình có một em cuối cùng mang đến cho anh em các bạn thức trong video ngày hôm nay là em Vim 1.9 thùng 4m3 đời 2015, 180 triệu. 1.9 thùng 4m3 thùng mưa bạc, 180 triệu nha anh em, đời 2015, Vim đầu vuông, đèn đứng, đưa tay nhựa rất là rộng. Đó là những mẫu xe của mình hiện có. Cảm ơn anh em và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo của mình. Cảm ơn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại anh em và các bạn.